16, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Kỳ vậy? Ở đây không có wifi sao? Nơi này lúc nào cũng có hết thưa cô, nhưng mà bình thường thì ở đây không có tín hiệu. Hoàng tử đã từng cho xử lý rất nhiều lần rồi, nhưng không biết tại sao nơi này bị gì nữa, cứ như là không muốn chúng ta liên lạc với bất cứ ai ở bên ngoài vậy đó cô. Dớ dẫn, đi gọi Nalini đến đi. Dạ rõ. Khoan Mani. Dạ nghe. Cô qua bên kia xem thử, phía bên đó đã bắt đầu mọi chuyện thế nào rồi. Dạ thưa cô. Lễ Samskara được tổ chức vào lần thứ 10, được xem là một nghi lễ giáo dục trong toàn dân. Đây là một nghi... Các nghi thức trong hoàng gia có tất cả 64 quá trình. Đây chỉ là một phần mà Thái tử Phi bắt buộc phải học tập thôi. Nhưng vẫn chưa cần luyện tập, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ đã đến giờ Thái tử Phi cần phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối này. Trước tiên, Hila, họ phải nhanh chóng báo cho tiểu thư biết là tối nay sẽ diễn ra chuyện gì, ở đâu, thời gian nào. Jayathat phải biết rõ về chuyện này và phải kiểm soát chặt chẽ thời gian để không được dở kế hoạch ở trong buổi tiệc. Hai người phải tranh thủ tận dụng thời gian, canh thật chính xác. Tất cả là gì đi là bác. Hôm nay hai người làm việc vẫn thuận lợi chứ? Việc huấn luyện có gặp khó khăn không? Xin cảm ơn vị thái tử đã lo lắng cho hai người chúng thần. Thái tử nhớ mỗi ngày phải cố gắng sắp xếp thời gian đến dùng bữa chiều với thái tử phi tương lai Sagwitri. Hoàng hậu thật là tốt bụng. Đây cũng là thỏa thuận giữa hai vị thái tử phi tương lai. Sư phụ có lời khen dành cho Nilapat đó. Sư phụ nói con chuẩn bị tốt hơn những gì họ vẫn nghĩ. Bạn đang xem phim được chiếu tại ifilm.org. Bát. Thần cảm ơn bệ hạ. Đợi lúc cô bắt đầu bước vào huấn luyện chính thức thì chắc sẽ phải buồn rầu nhiều đó, đúng không nào? Là sao hả? Thì cũng bởi vì Ngọc Tỷ là bảo vật quan trọng nhất đã mất tích hơn 70 năm nay. Bảo vật quý giá đó đã mất tích từ rất lâu. Giờ muốn tìm e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sao có thể dễ dàng tìm được ở nơi nào đó, có đúng không? Vì lý do đó, thần mong hoàng hậu sẽ rủ lòng thương đủ điều kiện khác cho chúng thần, để chúng thần dễ dàng trong việc tìm lấy vật hơn một chút. Vậy thì sẽ tốt hơn nhiều lắm thưa hoàng hậu. Về vấn đề này, chi bằng để bàn bạc sao sẽ tốt hơn. Hôm nay chúng ta đến đây để gặp hai vị thái tử phi tương lai, và cũng để hai người họ bắt đầu thi đấu chính thức. Ta xin hứa sẽ tiến hành thi đấu cũng như chấm điểm cho hai vị tiểu thư một cách trung lập và công tâm nhất. Mời. Thời điểm từ bây giờ cho đến 3 tuần nữa, ngài Khachit mới có thể gặp lại thái tử phi tương lai Sagwitri. Trông cậy vào cô, nếu có chuyện gì xảy ra, mong cô mau chóng báo cho tôi biết. Dạ được. Nếu phía bên kia mọi chuyện quá trơn tru và ổn thỏa thì gây ra thêm một chút chuyện cũng được. Thái tử phi tương lai Sagwitri đã luyện tập việc này 10 năm rồi,
không ai có thể theo kịp nổi đâu. Cô giúp tôi chuyển lời lại cho Sawiri là chuyện mà nó đang làm dang dở. Tôi sẽ giải quyết giúp nó. Chỉ cần nói vậy, nó sẽ tự hiểu điều mà tôi muốn nói. Dạ. Từ bây giờ cho đến 3 tuần sau, cô mới được gặp lại Thái tử Phi Nilapat. Còn chuyện có thể được ở lại đây hay không, tất cả còn tùy thuộc Hoàng hậu Sasiprafai nữa. Tôi chỉ muốn nhắc lại cho cô nhớ. Đã hiểu rồi. Có cần tôi cho cô một lời khuyên không? Bắt đầu thu dọn hành lý đi là vừa. Bởi vì không quá 2 tuần đâu, Thái tử Phi tương lai Nilapat sẽ không thể chịu nổi. Có khi còn cầu xin được ra ngoài đó. Vậy có muốn tôi cho cô lời khuyên hay ho hơn không? Chuyện các người âm mưu lừa em gái tôi đi vào rừng, tôi có bằng chứng rõ ràng hết. Đối xử với em tôi cho đàng hoàng đi. Nếu không thì người phải hoàn toàn tuyệt vọng mà ra ngoài chính là Thái tử Phi tương lai Sawiri đó. Cô chờ mà xem đi. Đó không phải đường đến Burachantha. Cô ta tính đi đâu chứ? Ra lệnh cho người ở Burachantha báo cáo cho tôi là Nua An Nua Keo hôm nay về đó lúc mấy giờ. Sau khi kết thúc buổi tiệc, cha Thác sẽ đề nghị dẫn đi là bác đi ngắm trăng ở cửa phía bắc cung điện. Ở đó có ít linh cảnh. Người ở lại chơi một ván cờ vua được không? Lâu rồi chúng ta không chơi lại. Đêm nay thời tiết rất đẹp, đã vậy lại vào ngay đêm trăng tròn. Có lẽ em phải xin phép về phòng trước, bởi vì có nhiều sách cần phải đọc hết. Vậy cứ để Nilapat đi đi, chúng ta xuống phía dưới chơi. Hôm nay trời đẹp như vậy, về cung luôn cũng uổng phí. Mani, cho người đặt bàn cờ vua dưới sân đi. Dạ rõ. Phía trong sẽ hay hơn. Tháng này sương nhiều, coi chừng cô lại bị bệnh đó. Nếu như em muốn đi về để chăm chỉ đọc sách, vậy thì em cứ tự nhiên. Chúc em may mắn. Cảm ơn. Vậy em xin phép. Đi thôi. Sau buổi tiệc chia tay, cha Thác sẽ dẫn Nilapat đi ngắm trăng ở cổng phía bắc cung điện này. Cô đến đó chờ ta, ta sẽ đích thân đến đó. Còn Viram sẽ đi đón Nilapat. Chỗ đó có ít cảnh vậy. Điểm tráo đổi người là ở cầu thang bên cây thông.
anh đang ở điểm hẹn. Em hãy đi trước đi. Có phải là người đang có điều gì lo lắng hay không? Chỉ là ta thấy lo cho Nila Pat thôi. Sợ chuyện này quá sức với cô ấy. Sự thật thì thần nghĩ đáng lẽ thái tử là người biết rõ hơn ai hết. Là việc đưa ra quyết định dựa trên tình yêu ở Mantrapura này là chuyện rất khó, cũng rất nặng nề. Vậy thì Nilapat có biết được sự thật rằng cho dù cô ta có cố gắng đến mức nào thì người được chọn làm thái tử phi chỉ có thể là Sawitri này thôi không? Đủ rồi Sawitri. Cô đang khiến cho dáng cờ của chúng ta hết vui vẻ rồi đó. Muốn tiến đến hôn nhân thì phải có tình yêu. Chơi cờ vua là phải vui vẻ. Thái tử không nghĩ với tính cách này muốn ngồi vững trên ngai vàng thì hơi ngây thơ quá hay sao? Ta sẽ dùng tâm thế hạnh phúc nhất để kế vị ngai vàng của phụ vương và làm cho thần dân của ta được hạnh phúc. Rồi ta sẽ kết hôn với người mà ta yêu. Nên cô có muốn làm thái tử phi cũng không có cơ hội đâu. Cũng đã khuya rồi, ta phải về trước đây. Mong cô cứ vui khi là người chiến thắng. Chị Nu-an vẫn chưa đi tiếp được. Có quân lính đứng ở điểm hẹn. Hoàng tử Kirik sẽ xử lý. Tiểu thư đừng lo lắng. Là ta. Đi thôi. Can't
Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Cô đừng làm vậy nữa. Hả? Nhìn gì nữa? Sao trố mắt nhìn tao hoài vậy? Ai mà nghĩ đó là người chứ. Với lại đáng ra người phải mạnh miệng hơn không phải sao? Chúng ta đi được rồi. Kêu anh về đi về che mông như vậy hả? Là cô nua anh nưa keo đó. Tôi mỏi người quá. Cô ấy kêu anh về đi về che mông như vậy sao? Tại tôi cứ nghĩ là con gái thích đi kiểu đó chứ. Không có cô gái nào thích đi kiểu đó hết. Nếu có thì là làm theo bản năng, chứ đi như anh thì coi chừng bẻ hết kế hoạch bây giờ. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ biết không phải là phụ nữ rồi. Nè, ngoài việc giờ đi về che mông, con gái còn thích anh đá nữa hả? Có im đi chứ. Manny, đi nghỉ trước đi. Dạ rõ. Có chuyện gì? Ba cậu nhắn lại là cậu không cần lo. Những chuyện gì cậu đang làm dang dở, ngài ấy sẽ giải quyết tiếp. Nói chuyện gì vậy? Không nói được gì. Bây giờ hai người đó thế nào rồi? Nhìn lúc cậu bước vô đây như có chuyện gấp. Phải, mình phát hiện ra người chị không hề quay về Burachanta, không biết là đi đâu. Thật hả? Hay là đi tìm hoàng tử Kirik? Cho người đi xem thử đi. Được. Mình nghĩ là không chỉ hai người đó thôi đâu, vì hôm nay mình thấy ai cũng lạ, bao gồm cả thái tử Chai Thác. Lạ như thế nào? Thái tử không phải kiểu người cầm tay mình rồi lo lắng cho mình bị nhiễm phong hàn đâu. Chắc chắn bọn họ đang định làm gì đó. Con.
Đúng là được tạo từ thiên tài thật sự. Ông bây giờ chụp hình đi. Nào chụp đi, chụp nhiều vào. Chụp nhiều vào, chụp rõ ràng, chụp đi. Chụp thật nhiều vô. Chụp thật nhiều vô nha. Lại gần đây một chút. Phải, xoay người qua bên này. Nè. Đúng rồi. Xoay người qua phía bên này. Nè, cô giúp ta xem thử tấm hình này đã được chưa? Ta chụp rồi, nhưng mà không chắc là đã có đủ chi tiết hay chưa. Ta chụp hết cả góc rộng và góc hẹp của Nilabat đó. Chắc như vậy đã được rồi chứ? Thần nghĩ dùng được rồi đó. Nhưng người cứ chụp thêm nhiều vào, đặc biệt là chỗ hoa văn bị biến mất trên áo. Để bác Ray giúp đi. Nó chắc chắn là bán đồ. Mau chép vào máy tính trước đã, lưu giữ lại trước rồi có gì lát chụp tiếp đi. Con bé cũng không phải mạo hiểm làm chuyện này nữa. Chúng ta hãy cố gắng làm một lần cho xong luôn đi. Còn ở đây không? Đã hoàn hồn chưa? Đem tất cả hình gì chụp chép vào máy tính trước đi đã. Nếu thiếu gì sẽ chụp lại sau. Được. Về chuyện Sa Huy Tri hồi lúc tối, anh xin lỗi nha, anh buộc phải làm vậy. Dạ, em hiểu mà. Cô ấy xin ở cùng anh mỗi ngày. Để đổi với việc em xin thêm thời gian để luyện tập, đều là do em hết. Em chỉ không thích anh ở bên cạnh cô ấy quá lâu. Em đừng quá lo lắng. Em không có gì phải lo hết. Dù cho anh ở cạnh cô ta bao lâu đi nữa, hoặc có làm cái gì, thì cũng không khiến anh rời xa em được đâu. Em mạnh mẽ lên. Xong rồi, nhanh đi thay đồ rồi về cung đi. Gia Thất, em đừng vội ra khỏi đây. Phải chờ đến khi Wiram báo lại tin chắc chắn là Nilabat đã vào phòng. Vì nếu có ai thấy hai người rời khỏi khu vực của mình, chắc chắn sẽ có rắc rối xảy ra. Em cố chịu nha. Bất luận xảy ra chuyện gì, nhất định cũng phải nhẫn nhịn để làm được điều em muốn. Chúng ta phải mau lên, còn thay đồ nữa. Nè, sao bây giờ còn chưa về nữa? Lính đợt ba sắp tỉnh dậy chuẩn bị rồi đó. Cô bình tĩnh đi. Không nên để tiểu thư mạo hiểm đi ra ngoài như vậy. Có thể sẽ bị tóm được đó. Mông nhỏ, thích cáu gắt hay càm ràm. Nè, cô có hết mọi ưu điểm của người phụ nữ Manchapura đó. Ghê quá. Nhanh xem bên kia đi, xem có chuyện gì. Không biết có vướng phải sự cố gì không mà giờ vẫn chưa về. Không cần phải lo.
anh Huy Ram đang quản lý mà. Nếu có Huy Ram thì không có gì phải lo hết. Sao mà anh dám chắc chắn là không có gì đáng lo chứ? Nếu như có chuyện, Huy Ram sẽ gửi tín hiệu. Như vậy đó. Cô mau xuống dưới đón tiểu thư đi. Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Khoan. Ổn thỏa không? Ổn mà anh. Chỉ có điều quấy hay càm ràm thôi. Ai hả? Cháu bậy la đó. Tính cách giống như là cùng một cội vậy. Một bên là măng non, còn một bên là tre già. Chỉ giỏi nói xấu người khác. Thôi, giờ mau về Buradara đi. Đêm nay còn dài đó. Đi thôi. Hẹn gặp lại nha, Nalantha. Chỗ này rất có thể chính là điểm để mình bắt đầu. Nè, đây là mặt trời, mặt trăng, nguồn sao. Ba yếu tố này đặt cùng một vị trí với ba Buddha. Đây là gì? Vì vậy nên chính là chỗ này, đây chính là nguồn gốc của điểm bắt đầu. Bắt đầu của cái gì? Bắt đầu của bản đồ là nơi cất giấu ngọc tỷ. Nhưng bản đồ này lại bắt đầu ngay tại phần bị thiếu. Bởi vì chúng ta phải thêm phần bị thiếu để thật hoàn hảo. Nhưng mà không biết con đường của bản đồ này sẽ dẫn đến đâu. Có thể nó sẽ giúp chúng ta biết được nơi đang cất giấu ngọc tỷ của Dương Quốc. Liệu mình có thể tự thêm vào phần còn thiếu dựa trên phần còn lại được không chị? Cũng chỉ còn cách như vậy thôi. Chỉ cần tìm được đúng loại chỉ. Nhưng loại chỉ to đang dùng trên áo, các sợi của nó rất mảnh. Nếu tìm được chỉ này thì có lẽ sẽ làm được. Y là từng nghe họ hàng nói về loại chỉ to có sợi đặc biệt mảnh như thế này. Nhưng thật sự thì chuyện này khó tin lắm đó thưa cô. Là sao hả Y là? Là sợi chỉ này được dệt nên từ tơ của một loài nhện độc. Cô có sao không? Thật không sao. Để tôi dìu tiểu thư đi nghỉ ngơi. Thức cả đêm chắc tiểu thư cũng mệt rồi. Đúng đó, xém quên mất. Mà nó... Dạ. Bác muốn để cho chiếc máy tính này tạo những phần sau còn lại có được không? Cứ thử xem sao. Ôi tốt. Nè mọi người, bây giờ khôi phục toàn bộ bản đồ chính là chuyện quan trọng nhất. Bây giờ mình cứ làm như vậy trước. Nếu mọi thứ đúng như những gì mà tôi đã nghĩ thì chúng ta là nhóm người lật lại lịch sử Mancha Buddha. Thank you.
Đêm nay mặt trăng tròn và sáng quá. Hoàng tử, đêm nào Mantrapura cũng đẹp như vậy. Nhưng khoảng thời gian này lại đặc biệt đẹp hơn bình thường, đúng không? Bởi vì tình yêu đã làm cho thế giới xung quanh chúng ta đẹp hơn nhiều. Làm cho tâm trí chúng ta yếu mềm. Chính vì vậy, bây giờ trái tim của hoàng tử phải mạnh mẽ hơn lúc trước mới được. Ta hiểu chuyện đó mà. Ta đang cố gắng chấn chỉnh đây, đang cố gắng nhìn thế giới thực tế hơn. Hoàng tử về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta còn nhiều chuyện phải làm. Thần linh phù hộ người. Bạn đang xem phim được chiếu tại iphim.org. Dừng lại ngay. Không được tơ tưởng tới nữa. Cứ như mình không còn là Noa Nưa Keo nữa vậy. Muốn rối tung như Nìn La Pát hay sao hả? Nếu đó thực sự là bản đồ dẫn đến nơi đang cất giấu ngọc tỷ thì cũng đã gần đến ngày Mantrapura sẽ quay lại những gì mà chúng ta hằng mơ ước rồi em trai à. Như những gì chúng ta mơ ước. Chuyện giữa em và Nilabat chắc cũng sẽ giống như những gì chúng ta nghĩ. Chà Thát à, chúng ta phải tìm cách hẹn gặp phụ vương và kể lại mọi chuyện cho người biết. Nhưng phải cẩn thận không được để cho hoàng hậu Sasivra phải biết. Nếu không chuyện có thể đến tai của Khachit và Sawitri. Chuyện này vô cùng quan trọng đó em trai à. Anh không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Em hiểu rồi thưa anh. Người của mình đã canh chừng cả đêm nhưng không nhìn thấy Noa Nưa Keo đã quay về Burachantha vào lúc nào và khi nào thì ra khỏi Burachantha. Lúc còn nhỏ, mình nhớ là trai Thách rất thích thoát ẩn thoát hiện bất ngờ ở lớp học. Cả Kirik cũng từng lén vào được phòng học mà không một ai nhìn thấy. Vậy là họ có con đường bí mật sao? Con đường bí mật không đáng để tâm bằng việc. Bọn họ đang làm gì mà phải giấu giếm như vậy? Mani, ra ngoài đi. Dạ rõ. Ông già Ray đó rất quan trọng. Chuyện ông ta vào ở trong Buradara 2-3 đêm liền thì không phải chuyện nhỏ. Mình đang nghĩ là Noa Nưa Keo chắn là có liên quan, nhưng không biết đó là chuyện gì. Nalini, mình sẽ đưa cậu một lá thư, sau đó cậu hãy đem đến nhà Phasutha. Có lẽ mình phải để ba mình đi điều tra xem phía bên kia đang âm mưu làm gì.
Hiện tại luật pháp vẫn dành sự nể trọng lớn nhất đối với Ngọc Tỷ bị thất lạc, đúng không, ngài Narayan? Đúng vậy. Ngọc Tỷ vẫn được xác định là một trong những thứ có thể chiếm lĩnh được đất nước, thưa ngài. Nếu hoàng hậu đã tuyên bố sẽ lấy Ngọc Tỷ làm sính lễ, thì tôi nghĩ chắc chắn là người đã có hàm ý gì đó. Nếu đứa con gái Thái đó tìm được Ngọc Tỷ, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Thư Thái tử Phi Tương Lai gửi đến. Hôm nay tạm thời đến đây thôi, ngài Narayan. Cảm ơn ngài rất nhiều. Sawitri nói rằng nó thấy nhiều đêm nay tên rầy đến Buradara lén lút làm gì đó. Cậu có nhớ lúc mà ông ta đi tìm thợ kim hoàng là khi nào không? Vào đêm trước khi công bố tên của Thái tử Phi. Đi chuẩn bị xe ngay cho tôi. Bây giờ tôi sẽ đi mua chút vàng. Dạ rõ.